Thôi bây giờ vote đi. Bây giờ mình sẽ mở vote nha. Mọi người nhìn lên màn hình chuẩn bị mình sắp mở vote. Sẽ có 3 sự lựa chọn. Nãy giờ mình thấy mình đọc comment thấy rất là nhiều. Thôi bây giờ chọn lên cái nè. Rồi vừa vô nè. Đấy, trong 1 phút. Số 1 là thú săn mồi, số 2 là thu thập, số 3 là triệu hồi Ari nha. Các bạn chuẩn bị comment nha. 1 2 3. Ok, thú săn mồi 52%, chiến thắng dành cho thú săn mồi. Thú săn mồi và đây chắc đi rừng của mẹ nó rồi. Xong thuê gái trò nữa, đâu phải ngày nào cũng thuê gái đâu mà nên toàn không? Để từ từ, ít bữa rồi mình thuê, lâu mình thuê phát. Ok, vô. Ad này là ad của ông tổng thống ngày xưa qua Việt Nam. Ông qua Việt Nam, ông chơi mấy bữa xong cái ông không chơi nữa. Tại vì khi mà ông về Mỹ ông lắc. Khi mà ông về Mỹ ông về Mỹ ông lắc quá, ông không chơi được, ông cho mình. Ok, yo. Theo cầu anh em thì mình sẽ làm một cái trận revenge thú săn mồi. Sorry anh em, mình đang mặc cái mình đang mặc cái quần khá là ngắn, cho nên là chỉnh con gấu lại phải tăng giùm đi mẹ. Đúng rồi, từ đấy hộ vệ đó. Mình sẽ ăn red sao, mình ăn red đầu thì nó hơi kỳ, có gan cua đi à. Đừng nói là ra van à. Đồ phớt lượt ghê. Ôi đang móc cua à. Tình làm khủng cua luôn rồi. Quất quất bam 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 bam. Ăn mày ăn liền. Đấng sẽ soi sáng cho game này. Ở V3 này mù mắt quá mà không sao. Vẫn dữ. Vấn đề gì anh em? Trời, nó cấp 6 luôn rồi. Ê, hay lắm. Sợ thiệt. Rồi, mình 6 mới giết Yasuo được. Biến luôn. Javan boss, Javan boss. Ủa nó đang quýt Javan luôn hả? Phải đấy. Anh chơi revenge lâu chưa? Anh chơi revenge được bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Hồi cái lúc anh mới tập stream là anh chơi revenge luôn á. Ở đây có anh em nào biết có anh em nào coi mình stream từ đầu chưa ta? À, mày ăn hiếp gì xỉ của tao à? Da dày cái gì? Mày da dày này. Khi nào làm cái đồng đoàn đại chiến hả? Ờ, giờ này đồng đoàn đại chiến mấy bạn mượn nít quá à. Cho nên là anh không muốn làm đó chứ. Không, anh em không có nghiêm túc gì hết. Ủa? Cái chiêu của mình đâu? Ôi, cái chiêu của mình đâu? Ơ, tiếng gió nữa kìa.
Trời ơi. Trời, hết tiền luôn rồi. Nghèo luôn rồi. À, không có dây xì ở đây. Trời ơi, dây xì nó phế. Thiệt luôn, thiệt sự luôn á. Này chứ này không thấy dây xì, nó đi để len. Trời ơi, từ ngàn vàng chết hai mạng, hết tiền luôn. Game là ăn rồng từ cấp từ lúc con rồng mới lúa đầu ra là quất nó liền á, là lát nữa là chúng ta thực sáu rồng. Nhưng mà chơi con Revenant này khó, tại lúc đầu Revenant nó yếu lắm. Chưa có hồi chiêu, chưa có mẹ gì hết. Bắn cá trê đi, cắm mắt còn lót lại cái bắn cá trê nè, cá trê chạy đâu em ơi. Đâu vậy? Đâu mày? Lên anh em lên kìa, cha con lên kìa. Rồi, ở đây đâu rồi, ở đây rồi, ở đây rồi, ở đây, ở đây, ở đây, ở đây. Ngay mà, ngay là ở đó mà. Nguyên này. Vâng. Cuối cùng thì mình kết thúc với giá 900 gold. Chứ phải là 1000, thôi cũng được. Ông ba mấy anh em. Ông nào ba hí 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 ghê hết.